Xin chào quý vị nhà đầu tư đã đến với kênh Đầu tư từ đâu. Trong video này chúng tôi sẽ hướng dẫn nhà đầu tư các bước để chuyển khoản chứng khoán trên web Smart One. Bước 1, tại giao diện màn hình chính, nhà đầu tư vào mục tiện ích và chọn chuyển chứng khoán. Bước 2, nhà đầu tư nhập đầy đủ thông tin theo yêu cầu bao gồm tài khoản nhận, mã chứng khoán và khối lượng. Sau khi nhập xong thông tin, nhà đầu tư bấm vào thêm dòng. Sau đó bấm vào mục chuyển để xác nhận thông tin và chuyển. Bước 3, nhập mã PIN và bấm chấp nhận để hoàn tất chuyển chứng khoán trên web Smart One.